Cô Lan hướng dẫn các con viết chữ L, điểm đặt bút. Từ dòng kẻ dọc đậm, cô tiến về phía trước nửa ô, chấm đè lên dòng kẻ ngang 2. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 3, cô chấm đè lên dòng kẻ dọc đậm. Di chuyển lên ngang 4, lên dòng kẻ ngang 5, lùi vào một ô, chấm. Cô viết nét khuyết trên cao 5 mô ly. Chạm đến dòng kẻ ngang 6, đè lên dòng kẻ dọc đậm, kéo xuống, chạm xuống dòng kẻ ngang 1, hất lên. Rộng 1 ô ly rưỡi, điểm dừng bút chạm vào dòng kẻ ngang 2, cô được chữ L. Chữ L cao 5 ô ly, 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô. Cao 5 ô ly thì sẽ chạm xuống dòng kẻ ngang 1 và chạm đến dòng kẻ ngang 6 thì mới đủ độ cao 5 ô ly. Chữ L thứ 2, từ dòng kẻ dọc đậm tiến về phía trước nửa ô, cô chấm đè lên dòng kẻ ngang 2. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 3, chấm đè lên dòng kẻ dọc đậm. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 4, lên dòng kẻ ngang 5, lùi vào một ô, chấm. Cô viết nét khuyết trên, chạm đến dòng kẻ ngang 6, đè lên dòng kẻ dọc đậm, kéo xuống, chạm xuống dòng kẻ ngang 1, uốn cong, hất lên, rộng 1 ô ly rưỡi, điểm dừng bút chạm vào dòng kẻ ngang 2, cô được chữ L thứ 2. Chữ L thứ 3, điểm đặt bút trước dòng kẻ dọc đậm nửa ô, cô chấm đè lên dòng kẻ ngang 2. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 3, cô chấm đè lên dòng kẻ dọc đậm. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 4, lên dòng kẻ ngang 5, lùi về đằng sau một ô, chấm. Cô viết nét khuyết trên, chạm đến dòng kẻ ngang 6, đè lên dòng kẻ dọc đậm, kéo xuống dòng kẻ ngang 1, hất lên rộng 1 ô ly rưỡi, điểm dừng bút chạm vào dòng kẻ ngang 2, cô được chữ L thứ 3. Chữ L. Các bậc phụ huynh cho con xem video xong, bấm like và nút đăng ký để nhận được các video tiếp theo của cô Lan.